loại quả quý như vàng ở Dubai, Việt Nam cũng có mà không ai thèm trồng. Khi nói đến Dubai, ai cũng sẽ nghĩ đến hình ảnh một thành phố giàu có với những tỷ phú đi xe hơi bọc vàng và những tòa nhà cao chọc trời. Không giống với suy nghĩ của nhiều người, Dubai không giàu lên từ dầu khí mà nhờ bất động sản, thương mại và du lịch. Đặc biệt, thế giới đã nhiều fan há hốc miệng với những pha chơi sang của các đại gia Dubai. Người Dubai sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có thể thưởng thức sơn hào hải vị. Tuy chơi sang là vậy, nhưng lại có một loại quả mà tất cả người dân Dubai đều yêu thích và ăn mỗi ngày. Loại quả này ở Dubai tượng trưng cho sự sang quý, những người giàu thường hay ăn. Bạn hãy thử đoán xem đó là loại trái cây gì, dựa theo hai gợi ý sau nhé. Thứ nhất, đây là loại cây còn được in trên đồng tiền 10 dirhams của UAE. Thứ hai, đây là biểu tượng của đảo nhân tạo lớn nhất thế giới tại Dubai. Bạn đã đoán ra đó là loại cây nào chưa? Đó là quả chà là. Không chỉ ở Dubai mà trong khối các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, cây chà là trở thành một phần quan trọng trong sự sống còn của người dân suốt 7.000 năm. Thực tế, cây chà là cây được trồng nhiều tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng quả chà là lại không có mấy người thích ăn. Cây chà là có lúc mọc hoang, thậm chí còn được người Trung Quốc trồng để phủ xanh đất trống, trồng hai bên đường. Ở Việt Nam trước đây, chà là được xem là loại cây cảnh, nên ít người chọn trồng giống cây này. Chà là loại cây gì mà người Dubai, người Trung Đông phát cuồng vì nó đến thế? Việt Nam có nên trồng cây này không? Hiệu quả kinh tế của quả chà là có cao không? Tất cả những câu hỏi này sẽ được nông nghiệp